Vâng, đây là chiếc Hyundai Santa Fe đời 2019. Anh em có thể thấy đây là chiếc màn hình zin của chiếc xe này. Nó thật ra nhìn trông nó cũng được nhưng mà khá thô. Nhưng mà nếu mà anh em mà lắp cái con này vào cái phần này thì anh em có thấy nó thẩm mỹ hơn không ạ? Đấy, màn thì dài hơn, màn lên đến tận 12.3. Và sẽ thay vào vị trí nguyên của bản của chiếc xe này. Và cái dòng này sẽ là dòng dành riêng cho Santa Fe anh nhá. Em chỉ cần nhổ cái cụm này ra và thay cái cụm này vào cho em là xong. Đấy, đây là con màn hình của TechPad đây, màn 12.3. Và đây là chiếc mẫu màn hình đèn cam 360. Thì anh em có thể thấy đây là nguyên cái bộ dây cam, nó sẽ có thêm 4 cái bộ dây cam như này nữa để mà lắp và tích hợp vào cho chiếc màn hình này và 4 mắt cam. Đấy. Còn lắp đặt thì tất cả sẽ là lắp đặt zin, bởi vì cái dòng này nó sẽ là dòng dành riêng cho chiếc Hyundai Santa Fe đây rồi. Đây anh em có thể thấy này. Đấy. Đi kèm nó sẽ là một bộ dây rắc như này. Để anh em cắm vào thôi. Và tất cả là cắm rắc zin chứ không phải cắt và đấu nối gì cả. Đây. Đấy. Anh em thấy không ạ? Đây là đầy đủ phụ kiện như này. Dành riêng cho Santa Fe. Nếu anh em nào mà đang đi Santa Fe nhé, có thể nghiên cứu lắp bộ này. Đấy, ra cắm zin. Đây. Anh em chỉ cần cắm cái này vào cái phần nguồn của xe này thôi. Và cái này thì cắm vào cái phần bên của phần của cái điện của xe và không phải được cắt gì nhá. Đấy, và nguyên nó đàn phụ kiện như thế này. Đấy. Với cái phần với cái màn hình Santa Fe thì nó sẽ tích hợp cho anh em là cái phần mềm dẫn đường của Vietmobile Online. Và với phần mềm này sẽ bảo hành cho anh em, tích hợp cho anh em là 2 năm anh em nhá. Đi trên mọi cung đường anh em thoải mái. Đó là cảnh báo tốc độ này, cảnh báo giao thông này, đồng thời trước màn hình này sẽ ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam cho anh em. Đấy. Chỉ bỏ ra một số tiền nho nhỏ thôi mà anh em đã thay đổi ngay cái diện mạo nội thất bên trong của chiếc xe rồi. Anh em có không chần chừ gì nữa mà không thay đổi ngay trước màn hình với chiếc xe của mình. Anh em nào mà đang đi Santa Fe nhá, ghé ngay qua Gala để làm ngay cái bộ màn hình này anh em nhá.